Cách tìm lại tin nhắn cũ Zalo trên PC, điện thoại theo ngày, từ khóa cực nhanh. Bạn đang muốn tìm lại các tin nhắn cũ tại các cuộc trò chuyện trên Zalo, với những tính năng mới được cập nhật trên Zalo sẽ giúp bạn. Hãy cùng mình tìm hiểu nhé. 1. Lợi ích của các tính năng tìm tin nhắn nhanh trên Zalo, giúp bạn tiết kiệm tối đa thời gian trong trường hợp muốn tìm lại nội dung tin nhắn cũ, giúp bạn tìm lại tin nhắn một cách tiện lợi dựa vào từ khóa. Ngoài ra, tìm theo từ khóa sẽ nhanh hơn việc kéo hàng loạt tin cũ, không cần phải nhớ nội dung. 2. Cách tìm tin nhắn cũ Zalo trên điện thoại áp dụng cho cả điện thoại Android và iPhone. Tìm theo từ khóa, bạn có thể vào mục tìm kiếm ở Zalo, chọn tin nhắn nếu như muốn tìm tất cả liên hệ, hoặc vào phần nhắn tin, chọn biểu tượng 3 gạch nếu muốn tìm kiếm, biểu tượng kín lúp nếu muốn tìm tin nhắn ở một liên hệ cụ thể. Tìm theo ngày, ở trên Zalo điện thoại, có thể tìm bằng cách giữ vào thanh trượt bên cạnh màn hình, vừa trượt vừa nhìn ngày và dừng lại ở ngày bạn muốn tìm. 3. Cách tìm tin nhắn cũ Zalo trên máy tính và bản web. Tìm theo từ khóa, bạn có thể vào mục tìm kiếm ở Zalo, xem phần tin nhắn nếu như muốn tìm tất cả liên hệ, hoặc vào phần nhắn tin, biểu tượng kín lúp nếu muốn tìm tin nhắn ở một liên hệ cụ thể. Nhập từ khóa, nhấn Enter, lướt và chọn tin nhắn muốn đọc để được đưa về vị trí chỉ định. Tìm theo ngày, ở mục tìm kiếm, chọn ngày gửi, chọn mốc thời gian bạn muốn hoặc tự đặt mốc thời gian. Trên đây là các cách tìm lại tin nhắn cũ Zalo trên PC, điện thoại nhanh và đơn giản. Chúc các bạn thành công. Nếu thấy video này hay, hữu ích, bạn hãy cho mình một like, chia sẻ và đăng ký kênh để mình có thêm động lực ra các video tiếp theo nha. Chúc các bạn một ngày vui vẻ.